Xin chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái cụm loa bass 40 là 15 inch mà mã hiệu là NF15G401, thiết kế theo form tiêu chuẩn của RCF đến từ Italy. Đây là cái cụm loa, và đây là cái thông số speak của cái loa này, đáp tuyến từ 30Hz đến 1.5 kHz, nhẹ 97 dB, công suất chương trình 1600 tới 2 côn trăm, 4 đến 7 côn. VAS tuân thủ của con bass này thì nó, em thấy nó khá là ưng ý. Đây là cái thông số speak của hãng, em sẽ quay cho các bác xem máy gần hết pin này. Đấy. Thông số speak của hãng vào cái VAS, tức là khối lượng tuân thủ VAS là 150 lít, VAS 150 lít, nên là nó khá phù hợp với một số dòng loa có kích cỡ thùng nó khá là to thì nó hay luôn. Con này thì ưu tiên làm buffer, tức là tần số chậm nhé. Còn là nếu mà các bác lắp hiwell như là tới 2 côn trăm RAM thì nó sẽ phù hợp với một số dòng cái cụ loa mà nó có cái bass của nó, cái tép mà côn lớn, kiểu côn 76, côn 74.4, côn 74.4 này, côn 72 này, thì là phù hợp. Còn con này là 40 tới 2 côn trăm mà ghép với 450 thì không hợp, nó không thể hợp bằng B15 như này, lắp tới 2 côn trăm. Con này thì nó ưu tiên là làm sub hay gọi là woofer nhé, thì tần số trầm của nó là được 30Hz đến 1,5 kHz, và VAS là 150 lít. Nếu 150 lít thì nó gần như là nó khá là phù hợp với cái thùng B15 này, nên là cái này em cũng kể luôn này. Đợt trước B15 nó hết hàng cái cổ bass RCF nên em lắp tạm cái bass của GB. Sau đó thì đến bây giờ này, hiện tại có hàng thì quay giới thiệu cho các bác. Thì bây giờ em sẽ unbox một loạt này ra nhá. 15 inch bass 40 về số lượng nhiều. Quay trước hai đôi. Đấy, hiện tại đang có đơn thì để tiện quay luôn. Chứ còn không tự dưng lại đi cắt kiện này cũng hơi dở hơi tí. Đó. Các bác nhá. Tới 22 côn trăm bass 40. Làm theo form của cái thương hiệu RCF thì cái tuân thủ nó là làm nó rất là chặt chẽ. Làm mà xay này là nó sẽ ra cái tiếng khác. Và dòng này thì em nói luôn là dòng cụ nó đắt tiền cao cấp, giá nó cũng không hề rẻ. Hàng QC pass, hàng tiêu chuẩn thì giá nó sẽ đắt các bác nhé. Còn cái hàng theo kiểu là bán lấy tiền là được, xong là các bác dùng dăm bữa nửa tháng hoặc là 1-2 năm bắt đầu nó có, hay là đánh được một chương trình cái nó khói lên rồi, khét lên rồi thì em không bán cái hàng rẻ. Cụ loa sẽ em sẽ lựa chọn những cụ loa chất lượng cao. Còn một số cụ loa ngày xưa em lắp cho các bác mà không vừa lòng các bác thì các bác hết sức thông cảm, bởi vì đợt đó nó không có hàng, cũng được anh em mời nẻ lắm thì quay giới thiệu hộ, cuối cùng là không như mình mong muốn, nên là thôi chấp nhận thương đau mang tiếng. Đây là củ loa, mảng loa đấy các bác nhá, liên đàn nguyên kiện bass 40 tới 2 côn trăm, gân 3 gân, viền vải tẩm dầu, nắp chắn bụi đây, sóng đồng tâm này. Con này nó công suất ngang bằng với con GB tới 2 côn trăm em có để trên kia. Đều là 800W khởi chạy, chương trình 1600, độ nhạy đều 97 dB. Con này thì này dễ ghép thùng hơn nhé. Con này ghép vào thùng súp thì đánh rất là hay. Đấy. Đánh rất là mềm, êm, đánh mềm tiếng ấy. Còn như cái con này thì là con GB, đánh thì nó gọi được cái đồng, tiếng nó nực, bão nực, nó thiên về bão nực hơn là tiếng mềm. Củ loa này lật ngược lại, cái mã hiệu của củ loa này là NF15G401. Còn như cái mã hiệu trên cái củ loa này bên Trung Quốc họ xuất cho Việt Nam thì là QP15-010 này, các bác lưu ý nha. Tức là củ này là làm theo tiêu chuẩn là NF15G401 đó, từ 22 côn 100, nhìn thấy luôn cả cái cuộn dây quấn này. Đấy. Nhìn thấy luôn cả dây quấn bên trong, từ 22 côn trăm, nhện này, spider này, con này. Cái này của tiếng Anh nó ghi là CONE, mấy bác Việt Nam thì gọi là coin, em thì em gọi theo kiểu là nửa Anh nửa Việt, gọi là con anh em. Tiếng Việt mình gọi là màng đấy. COIN là trong cái này, là nó ở trong cái nắp chắn bụi này. Tôi kể chân sâu tí. Nhiều các bác để cãi nhau thì em cũng biết đến đâu chia sẻ đến đấy nhá. Củ này hiện tại bên em đang bán với mức giá, các bác đoán thử xem bao nhiêu. Trước thì là chỉ có 2.950.000 thôi, nhưng bây giờ đàn này nó lên giá cao lắm, nên là cặp này thì em hiện tại đang bán với mức giá là 2.950.000 cộng thêm 50, tức là 3.000.000 tròn. Là sẽ bao ship cho các bác. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Số lượng thì không có nhiều lắm, nó hiện tại là đang đắt so với GB này. Còn sau nếu mà giá nó có hợp lý hơn thì em sẽ giảm giá. Còn hiện tại là con này là đang đắt hơn tí. Và ngày mai em sẽ làm cái clip test 4 chiếc bát này nắp vào 4 chiếc BMW 15S để đánh demo từ ngoài trời các bác xem thử xem nó như nào. BMW 15S này thì em có vài version, tức là vài phiên bản. Ví dụ các bác nắp là gân cao su ok, nắp từ 2 côn trăm, từ 2 côn trăm của GB này hay RCF này hay là của các hãng nào khác ấy. Nếu mà có thì em cũng có thể nắp được. Còn nếu như nắp được các cái cụ loa hàng cao cấp, hàng chính hãng có cái thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, ví dụ Sonic, Hiwell hay là các cái ví dụ MBNC xịn thì đây là cái điểm tuyệt vời. VAS tuân thủ của cái thùng này là khoảng 140 lít nha. Đấy, tổng thể đấy khoảng 140 lít. Nhưng mà mình cứ trừ đi tầm 10%, 10 đến 15% thì con này nó khoảng 120 lít. Đấy. Còn dưới đây là cái B15F, nó B15 tức là B15FN hay là NF hay gì đấy thì các bác tùy. Các bác nắp cụ neo thì là N, nắp từ thường là F. Đấy. Còn đây là phiên bản giới hạn này, B15 đời đầu, Wilson 1 nên nó có tay sách đằng sau, B15 phiên bản giới hạn đặc biệt. Đấy, cái này thì đắt hơn là cái Wilson 2 nhá. Wilson 2 là nó sẽ không có tay sách đằng sau nên nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy. Đó các bác nhé. Ok, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Bây giờ em sẽ wrap BB15S sử dụng từ củ bát RCF NF15G401 và sẽ có clip test riêng cũng như quay giới thiệu chi tiết cho các bác. Đây là hôm nay báo cáo các bác là có cụ loa về. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.